Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo hơi, hơi sáng ngày thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi ở thị trường miền Bắc đang tăng từng ngày. Trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CG ở thị trường miền Bắc tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và niêm yết mức giá 54.000 đồng trên 1 kg ở công ty này. Theo đó, giá heo hơi ở trong dân trong ngày hôm nay cũng tiếp tục có xu hướng tăng. Mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg đã xuất hiện ở nhiều địa phương thuộc thị trường miền Bắc thậm chí trên địa bàn tỉnh phú thọ có những hộ chăn nuôi đã chốt giá đặt cọc 55.000 đồng trên một kg sang tuần sẽ bắt cụ thể theo ghi nhận tại một số địa phương ở khu vực đồng bằng bắc bộ như khu vực hưng yên thái bình và tỉnh nam định trong ngày hôm nay có mức giá rất cao hưng yên khu vực thiên lữ nhiều nơi báo giá 54,5 nghìn đồng trên 1 kg thái bình cũng đã chạm mốc 54.000 đồng trên một kg trong ngày hôm nay Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các huyện ngoại thành cũng đã có mức giá 53.000 đồng. Khu vực Bắc Giang trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp cũng được trả với mức giá 53.000 đồng trên 1kg. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên trong ngày hôm nay. Ở Đại Tư, nhiều nơi báo giá 53.000 đồng trên 1kg đối với những đàn heo đẹp. Khu vực Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao. Thậm chí trên địa bàn huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang, những đàn heo đẹp phổ biến mức giá từ 52 cho đến 53.000 đồng. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng, Sơn La tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg, phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Điện Biên và Lai Châu thậm chí đã xuất hiện mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Có thể thấy rằng giá heo hơi đang tăng từng ngày ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc, mong rằng các hộ chăn nuôi sẽ luôn luôn cập nhật giá để bán không bị lỗ và bị các thương lái ép giá. Một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo nhỏ lẻ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong ngày hôm nay đã giao động mức giá 52, thậm chí nhiều nơi đã xuất hiện mức giá 53.000 đồng nhất là các huyện ở khu vực miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa hay khu vực Thạch Thành, Cầm Thủy. Bên cạnh đó, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhiều nơi cũng đang giao động mức giá 50.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ có khung giá từ 47 cho đến 52.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương, trong khi đó Quảng Nam và Đà Nẵng là hai địa phương có mức giá cao hơn cả so với các địa phương còn lại. Khu vực Phú Yên, Bình Định hay khu vực Khánh Hòa Ninh thuận và bình thuận, dao động khung giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Mặc dù giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên chưa tăng đồng loạt, nhưng trong ngày hôm nay, nhiều nơi đã phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay tăng 1.000 đồng trên 1 kg và mức giá 50.000 đồng trên 1 kg cũng đã xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên, khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn đang dao động khung giá từ 47 cho đến 50.000 đồng. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, hầu hết các địa phương đang bán heo với mức giá trên 48.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay tăng từ 500 cho đến 1.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể ghi nhận khu vực Bến Tre, Sóc Trăng, hai khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh phổ biến mức giá từ 48 cho đến 52.000 đồng An Giang trong ngày hôm nay cũng đã có mức giá từ 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ phổ biến khung giá từ 49 cho đến 51.000 đồng. Cục bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, hai ngày như Đồng Nai cũng tăng nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Với đà tăng giá heo hơi ở các địa phương đã đưa mức bình quân giá heo hơi cả nước lên mức 50,2.000 đồng trên 1 kg cao hơn so với Trung Quốc là ở mức 48,3 nghìn đồng. Hiện nay, nhiều người chăn nuôi cho biết giá heo hơi vẫn đang thấp hơn giá thành chăn nuôi, đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát tốt các tuyến biên giới để chống heo nhập lậu vào Việt Nam, đặc biệt là heo từ Campuchia, nơi có giá rẻ hơn nhiều so với giá heo hơi ở nội địa Việt Nam. Cụ thể, theo ghi nhận, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay có mức giá từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như khu vực Ba Vì có mức giá 53.000 đồng, Đan Phượng 53,5.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phúc Thọ trong ngày hôm nay có mức giá dao động 52.000 đồng. Hưng Yên phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên đã bán được với mức giá 54,5.000 đồng. Thái Bình có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình như khu vực Đông Hưng có mức giá 54.000 đồng, khu vực Thái Thụy phổ biến mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Hải Dương có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Ninh Giang của tỉnh Hải Dương có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp. Quảng Ninh phổ biến mức giá từ 52 cho đến 54.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá từ 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục ý yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đạt 53.000 đồng. Ninh Bình phổ biến mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với khu Bắc Ninh phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng chạm mốc 53.000 đồng trên 1 kg và có thể sẽ tiếp tục tăng thêm trong ngày mai. Trong khi đó, đối với tỉnh Hà Nam, phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Bắc Giang có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay, nhiều nơi cũng báo giá 53.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Trong khi đó, Thái Nguyên có mức giá nhìn hơn. Phổ biến từ 51 cho đến 53,5 nghìn đồng. Phú Thọ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay, bình quân đạt từ 51 cho đến 52.000 đồng là phổ biến. Tuy nhiên đối với những đàn heo đẹp đã bán được với mức giá 53.000 đồng ở nhiều nơi, đặc biệt cùng Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang các bạn nhé. Bên cạnh đó, đối với tỉnh Bắc Cạn có mức giá 51 cho đến 52.000 đồng. Lào Cai 50 cho đến 52.000 đồng trong khi đó Yên Bái phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Trấn Yên của tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay có mức giá dao động 51.000 đồng, khu vực Lục Yên báo giá 52.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Sơn La có mức giá thấp hơn, phổ biến từ 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục lương sơn của Hòa Bình có mức giá 51.000 đồng. Khu vực Tân Lạc có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Lạc Thủy trong ngày hôm nay cũng báo giá 51.000 đồng. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung ghi nhận Thanh Hóa có mức giá từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An dao động mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Hà Tĩnh dao động 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu Quảng Bình Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giao động mức giá 47 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó Đà Nẵng và Quảng Nam có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc sơn tịnh của Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 49.000 đồng. Bình Định giao động mức giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 48 cho đến 50.000 đồng Khánh Hòa trong ngày hôm nay giao động mức giá 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Ninh Thuận và Bình Thuận cũng giao động khung giá từ 47 cho đến 50.000 đồng. Các địa phương ở khu Tây Nguyên có xu hướng tăng nhẹ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên như Con Tum 47 cho đến 50.000 đồng. Khu Lắc Đắk Lắc giao động mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai và Đắk Nông vẫn đang giao động trong khung giá 47 cho đến 50.000 đồng. Đối với thị trường miền Nam, khu vực Đồng Nai ghi nhận mức giá 49 cho đến 51.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá nhỉnh hơn 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh 49 cho đến 51.000 đồng. Bình Dương 50.000 đồng trên 1 kg. Cục Bình Phước, một số hộ chăn nuôi báo giá giao động 48 cho đến 51.000 đồng. Tây Ninh cũng có mức giá tương tự 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ, khi nhận biến tre giao động 48 cho đến 50.000 đồng. Địa phương này đang có xu hướng tăng nhẹ trong ngày hôm nay. Phục Tiền Giang 48 cho đến 51.000 đồng. Long An, những dòng heo đẹp cũng đã chạm mốc 51.000 đồng trên 1 kg khi địa phương này đang dao động trong khung giá 48 cho đến 51.000 đồng. Sóc Trăng 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg, Khúc Bạc Liêu dao động mức giá 48 cho đến 49.000 đồng. An Giang 49 cho đến 51.000 đồng, khu Cần Thơ phổ biến mức giá 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Kiên Giang có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Cà Mau dao động 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Như vậy có thể thấy rằng giá heo hơi đang tăng từng ngày, mức tăng ở thị trường miền Bắc có xu hướng cao hơn so với khu vực miền Trung và thị trường miền Nam. Và với sự điều chỉnh của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, giá heo hơi sẽ có sự đột phá trong những ngày tới. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.